hai vấn đề. Một á, làm mấy vậy như tiền. Hai á, là sẽ bảo dưỡng lại cái gì. Cái việc bảo dưỡng lại cái gì á nha các bạn, là chỉ có trời biết thôi. Cậu này á, là phần đầu bò của anh. Phần đầu bò của anh á, là sợ đầu á, người ta gắn là sợ đầu độ. Gãy là sợ đầu, gãy bấy là sợ đầu luôn. Cho nên cái xe anh á, chạy không nổi, ruột không à. Như hôm qua mà anh không quyết định làm mấy á, à, giờ anh chỉ dục cái xe anh bán rồi đi thời gian nữa, xe nó càng nặng thêm hơn. Lông đền chân xén móng của anh nè, anh coi người ta vớt nè. Em không biết người ta làm kiểu gì mà người ta vớt của anh vậy nè. Thì em chạy thử trước ha. Xe này nó bị một cái là nó rào. Rào là nặng láp lắm rồi. Rào nặng ghê lắm nha. Nó rào rồi bắt đầu nó rột, nó kêu bên mâm lửa nữa. Đó là do chủ xe đi ngập nước hay gì không biết nữa vậy. Giờ ngày hôm nay là ngày em sẽ tiến hành là em tháo máy ra, em kiểm tra chủ xe nè. Cái xe mà khi các bạn, trước khi mà các bạn làm máy cho người ta mà các bạn chạy thử được, các bạn kiểm tra được cho người ta, các bạn dành chút xíu thời gian các bạn kiểm tra thì rất là tốt nha các bạn. Bởi vì mình sẽ biết được cái hiện trạng của cái xe nó như thế nào để mà mình thông báo với khách hàng. Đó, rất là hay. Các bạn bảo dưỡng máy Vin cho anh H Việt Nam 150 chạy bị kêu gì bên lửa nè. Hai vấn đề. Một á, làm máy vậy như tiền. Hai á, là sẽ bảo dưỡng lại cái gì. Cái việc bảo dưỡng lại cái gì á nha các bạn, là chỉ có trời biết thôi. Tại sao? Ví dụ trong quá trình làm cái máy, các bạn đi cái xe các bạn có bị ngập nước hay không nè, nồi các bạn có bảo dưỡng hay không, động cơ các bạn bảo dưỡng thường xuyên không nè. Tùy thuộc vào động cơ các bạn nó hư hại những gì, cái người thợ chiếc xe người ta sẽ bảo dưỡng lại cái đó. Đó, hoặc là như em đi, phần máy em luôn luôn nhận khoán đi, thì trong quá trình em làm máy á thì á, nó sẽ là à do em phải làm đầu, phải làm lòng, em phải làm nồi niêu đường, làm hết thì đó là vô cái gói của em nữa đó. Mỗi tiệm nhận một khác nhau. Rồi thì bây giờ là em sẽ tiến hành bảo dưỡng lại máy Vin cho xe SH Việt Nam 150. Thì hôm nay là phần máy xe anh là em tháo ra. Đầu tiên là xe anh có làm máy một lần rồi ha. Mà lần làm máy đầu tiên này của anh á, người ta cũng làm không có đúng nữa. Rồi mở camera quay tới đây. Đầu tiên đây là buồng giơn em tháo ra. Buồng giơn là cháy bật đèn nè. Và hư phốt giơn luôn ha. Nó cháy phốt giơn bên này nè các bạn thấy không. Rồi là phần 1, phần buồng giơn. Tiếp theo tới đây là lốc xả nhớt. Thì những cái xe này nè, nó sẽ có ốc chỉnh nồi ở đây nè. Ờ, chỉnh lưng mặt đèn nè. Là so á đó. Đó, mình ăn gian được. Đó. Rồi tiếp đến giơn của anh á, lột tay giơn cháy tay nè. Các bạn thấy tay giơn cháy nặng luôn không? Đó là cháy đầu tay. Cho nên là khi mà bắt đầu nó cháy giơn gì rồi mà các bạn kêu làm đầu cho em đỡ tốn tiền, làm lòng cho em đỡ tốn tiền, hay làm nồi cho em đỡ tốn tiền, cứu lại tình trạng xe em nữa, thật sự không được. Nó bị thì bị cái giơn, nó bị thì bị ở dưới đây nè, mà kêu làm trên đây thì sao mà hết, đúng không? Đó, bê tông. Bê tông này đang cốt 1, bây giờ em sẽ sấy lên cốt 2 cho anh. Hoặc là trả vào lại tăng đa để coi tùy cái cấu hình xe anh. Còn ron là người ta cũng không thay luôn, người ta chét keo. Người ta chét keo hết toàn bộ ron. Chung cũ này ở đây người ta gỡ ra là đó nè các bạn coi nè. Mà những cái xe máy nước á mà các bạn mà dán keo rồi về rất nguy hiểm, nó dễ thổi ron lắm nha các bạn. Thổi ron, thổi nước nè. Bây giờ em sẽ vệ sinh đồ lại hết toàn bộ luôn. Rồi. Về phần bơm nước á là ở đây nè, là xe này kêu tiếng chít chít á là do ông nội này nè, thì em sẽ thay nửa bên của bộ bơm nước đó. Cốt này là cốt cho máy của ảnh hư sẵn. Tăng cam nè các bạn coi nè, người ta không có mua tăng cam Vin, người ta tự chế luôn nè. Ở đây em sẽ trả vào lại tăng cam Vin cho ảnh đó. Chế như vậy rất nguy hiểm nha các bạn. Về phần xe ảnh mà em chạy hồi sáng rồi các bạn nghe em chạy, em chia sẻ quan điểm là nó bị rào đùa, em sẽ thay bộ này đó. Còn vấn đề quan trọng nhất cho một chiếc xe ga là bộ nồi. Xe chạy mạnh chạy yếu hay gì là phần bộ nồi. Thì mình phải gỡ ra mình kiểm tra hai cái mặt trụ bu ly. Làm xe ga mà các bạn không có mở ra kiểm tra mặt trụ bu ly là thua. Tí tí tay có dính nhớt không tí? Có khăn hay gì tay anh dính nhớt trơn quá.
để kiểm tra mặt chùa đi, thử nó có bị khuyết gì không, với lại cái vòng này có bị bể rồi hay không. Trong quá trình mà các bạn làm máy tại tiệm em á, thì em sẽ luôn là vệ sinh hồng xăng kim phun cho các bạn tí đó. Em sẽ vệ sinh hồng xăng kim phun xì xin đồ ở đây nè. Rồi những cái này nè, nó sẽ có sinh phốt mỡ bò bu ly trong đây á, thì các bạn mới kiểm tra cho anh mượn cầm mã nhọn luôn, anh giật ra anh kiểm tra anh báo tại chỗ luôn. Đó. Bạn coi trụ làm nồi xì ga mình phải kiểm tra cái trụ này nó như chế bê tông vậy đó. Ở mặt chả này nó bị khuyết hơn nữa nè đó, các bạn thấy không nè, hai mặt luôn nè, nó xì nhớt bu ly ra, nó xì cái phốt này nè các bạn, nó hư phốt này nè, cho nên nó mới ra cái mỡ bò này là nó hư phốt nè đó. Rồi đây là quá trình mở ra kiểm đồ xe ảnh, bước đầu là xong ha, thì bây giờ bắt đầu sẽ đi vô bảo dưỡng lại. Cổ này là phần đầu bò của anh, phần đầu bò của anh á là sợ đầu á, người ta gắn là sợ đầu độ, gãy là sợ đầu, gãy bấy là sợ đầu luôn, cho nên cái xe anh á chạy không nổi, ruột không à. Như hôm qua mà anh không quyết định làm máy á, là giờ anh chỉ dục cái xe anh bán đi thời gian nữa, xe nó càng nặng thêm hơn. Lông đền chân xén móng của anh nè, anh coi người ta vớt nè, em không biết ta làm kiểu gì mà người ta vớt của anh vậy nè, thế tình hình rất là nghiêm trọng không. Rồi cầm giùm anh đồng tiền của anh nè, cái móng ngựa của anh nè, ta vớt móng ngựa luôn đó, là nguyên cái đầu của anh là bấy sấy hết. Cam á, đi lột cam nè, lột cam là sao, là lột đây nè, quay đây em đó, lột cam, cam thì lột nè, lông đòn nè, rồi bên đây nè, vớt chén vớt đồ mài tùm lum hết, gãy là sao, là gãy hai bên luôn nha, bốn móng ngựa lên đường hết. Rồi xe của anh tình trạng máy là rất là nặng nha anh, phốt gít á, chưa phốt gít xuống bắp á, không có luôn. Các bạn thì giới thiệu các bạn bảo dưỡng kiểm tra thay thế đúng phụ tùng chính hãng cho chi tiết máy SH150 nếu hư. Em dùng từ nếu hư là làm sao, bởi vì khi mở ra những chi tiết nào hư em mới thay, không hư em không thay. Hoặc là những chi tiết nào trên xe các bạn đã sửa chữa nơi khác, người ta chế biến, người ta độ chế cái gì đó khiến xe các bạn hư thì em mới thay. Ví dụ như ở trong đây á, là xe này là em đã quay cho các bạn clip là cái đầu bò phần xe này là nặng nhất. Và ở đây mình dùng từ bảo dưỡng zin, cho nên là nhiều anh em á, khi mà chưa qua tiệm mình thì hay hỏi là tình trạng xe em như thế này, tình trạng xe em như thế kia, thì bây giờ bao nhiêu tiền. Thì mình thật sự nói với các bạn là phải cho phép em là người chạy thử, và em sẽ báo cho các bạn một cái số tiền khoản, em chỉ không dám chắc nha, mà em khoản thôi. Bởi vì sao? Bởi vì thực tế khi mà gỡ ra nó sẽ khác. Giống như xe này các bạn thấy không, xe thì vẫn chạy bình thường, em còn chạy được một đêm là em chạy từ tiệm em chạy về tới Bình Tân em quay xuống lại là khoảng 40 cây số đó. Thì các bạn coi nè, là lò xe đầu đồ ở đây là gãy hết, ví dụ như là chén móng nè đó, chén móng gãy là xe đầu đồ gãy hết, thì mình liệu nó còn đúng là một cái quy trình bảo dưỡng cho xe zin hay không đó. Thì để mà mình lựa chọn á, mình sẽ thay lại cho anh trai này là một cái đầu của xe Vario 150 luôn, chứ không còn là một cái xe SH150 nữa, chất lượng cao cấp hơn. Thì ở trong cụm đầu bò hãng á, mà gâm ra vô đây thì nó sẽ gồm là như vậy: số bắp nè, là xe đầu nè, chén móng nè, là chén móng vô xe này là phù hợp luôn nha các bạn, bởi vì chén móng mới hãng ở trong đây, cái đầu bò này đó thì là vô cùng phù hợp. Và trên đây là người ta đi là xe đầu quay rim đó, là người ta mới cắt, người ta mài cái chân để cho nó vô được. Các bạn thấy cái lò xo này nó nhỏ xíu à,
đó, còn là sau này nó bự chà bá không, thì người ta mới mài cái này là để cho nó lọt vô đó các bạn. Đó thì người ta tính cái gì thì em không biết, nhưng mà ở đây em sẽ trả về lại Vinh. Một cái xe Vinh chạy vẫn ngon, vẫn bền bỉ mà, đúng không các bạn? Ở trong đây là nó gồm hai số bắp, phó số bắp, lông đền chân, chén, móng ngựa. Khi mà tính toán như vậy cho chủ xe là tiết kiệm cho chủ xe vô số luôn. Chứ các bạn mà sửa lại cái đầu cũ này nè, rồi bắt đầu các bạn đi mua lông đền chân, các bạn đi mua chén móng, các bạn làm số bắp lại, các bạn mua là xe đầu lại, mà nói với các bạn còn mắc tiền hơn mua nguyên cầm đầu bò gì nữa. Rồi thì bây giờ ở đây nè, mình nói cái món đồ của người ta là phá, đúng không? Phá thì bây giờ mình phải có thông số cơ sở rõ ràng. Thì các bạn sẽ thấy là ở trong đây là lỗ xăng nè, lỗ bô nè. Ở đây lỗ bô xe này là đang là 25. Đó, thì bây giờ là em sẽ coi trên lỗ bô xe này bao nhiêu cho các bạn nha. Rồi, lỗ bô Vinh xe này có 21,5 à. Đó, là các bạn thấy là móc ra hết 4-5 ly. Còn đây là mình đo lỗ xăng luôn, sẵn mình đo lỗ xăng cho các bạn luôn. Rồi, lỗ xăng ở đây thì có 25,5 à. Đó là lỗ xăng lúc nào á, nó cũng lớn hơn lỗ bô hết đó. Và sau khi mà mua nguyên cầm đầu bò về xong là em phải mua lại nguyên một cây cam chính hãng của Đài Thái Lan luôn cho chú xe. Đó, là cam Vinh hãng là nó sẽ có chó xả các bạn. Chó xả là cái gì? Người ta kêu là chó giảm áp á các bạn. Đó là ở này nè, là khi các bạn tắt máy á là con chó này nó trả về lại. Đó, và trên xe đây các bạn thấy người ta đi cam độ luôn, là không có còn chó xả nữa. Chó xả là bộ phận này nè các bạn, nó có là sao nó trả về nè, nó trả dây cam các bạn về nè. Đó, quy mùi cam chính hãng luôn, bật đèn là 6003. Rồi tiếp đến, ủa là dày được không các bạn, quá hợp lý đúng không? Rồi đầu cam phó số bắp là xe đầu xong, thì bây giờ là em sẽ là qua là lồng. Lồng ở đây em thay lại đúng lồng của ảnh luôn, là lồng SH150, là lồng 58. Và xe này hồi bữa là cốt 1, nhiều anh em sẽ lựa chọn lên cốt 2, nhưng mà đối với em thì em cảm giác là khi mà cốt 2 á, tỷ số nén nó nhiều hơn, nó thiếu xăng, đồ khó chạy cho anh em xe ga mình. Cho nên là em sẽ trả về lồng trái bạc ác bê tông ép tăng đa cho chiếc xe này là 4 món. Và khi mà thay lại như vậy á thì chắc chắn là đem lại sự hài lòng tuyệt đối cho chủ xe. Rồi qua phần lốc. Lốc ở đây là mình phải sửa rất là sạch ha, rửa trong lẫn bên ngoài luôn. Và khi ráp xe ra các bạn sẽ lưu ý ha, là nó sẽ có tình trạng là lỏng lốc, là do dưới đây nè nó sẽ có một cái viên bi và một cái lò xo. Đó thì anh em nào mà có cách nào xử lý trước khi mà ráp, nó chêm cọng bạc, quay răng ốc, chêm viên bi cũ hay gì vô thì anh em có xử lý. Còn đây về đây là về phần lốc số. Lốc số là mình rửa sạch sẽ hết cho xe này. Sau đó là mình sẽ thay là bạc treo máy. Nè các bạn thấy những cái bạc treo máy này trên xe bắt đầu nó nứt không? Thì bây giờ là mình sẽ thay một cái bạc treo máy mới vào cho chủ xe. Đó, cái quy trình mà làm bảo dưỡng lại máy Vinh á, bên tiệm mình nó kỹ hơn rất là nhiều hơn và phải sạch. Rồi tiếp đến là về phần bơm nước, là một chi tiết cực kỳ quan trọng cho xe ga. Thì ở đây là em thay nửa nắp nước. Ở trong hãng á, nó sẽ có bán nguyên cụm giống vậy, hoặc là nó sẽ bán nửa nắp nước. Thì cái phần phốt bơm nước, cốt bơm nước và bài đèn bơm nước nó chỉ nằm nửa bên này. Cho nên em tiết kiệm chi phí thì em chỉ cần thay nửa bên này là lụm. Rồi xong. Tăng cam CNC hay tăng cam tự động hay tăng cam Vinh, thì ở đây là em mua em trả về lại một cái tăng cam Vinh luôn. Đó, cho chủ xe. Thì cái tăng cam này nè, là trên xe của người ta là người ta khoan ốc, người ta chế rồi, thì em sẽ trả về tăng cam tự động luôn. Là Vinh hãng nó sẽ tự, khi mà sân cam các bạn dãn nó sẽ tự từ 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 đi xuống. Đó, rồi là trả về lại, cái này là quan trọng nhất, chụp hình bổ sung. Ở đây là phần nồi, là sẽ gồm là em sẽ thay là hai mặt bu ly là FCC.
đó. Cái mặt pulley này của chủ xe hư nữa các bạn, thì để tiết kiệm chi phí mình thay mặt nhôm SCC. Anh em nào đủ điều kiện có thể thay mặt nhôm hãng. Rồi, nồi là em trả vào lại bố zin. Em thì em luôn canh bố zin thôi, còn em nào muốn nhẹ hơn, muốn lanh cả đầu hơn hay cái gì đó cứ yêu cầu. Hai mặt nhôm Vekura và bộ bạc đạn láp. Thì láp xe này em cái bữa trước ngày mà tháo ra em có chạy thử, em nói láp xe này là nó bị vấn đề đó, là em sẽ thay full bạc đạn và em sẽ kiểm tra từng cái nhôm láp một. Đó. Rồi, Ron Ford máy xin ba kẹp trượt xin cam. Toàn bộ là chính hãng hết. Vậy là mình cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ là ở đây là đã xong rồi đó. Bây giờ là mình xin phép là mình ráp xe lên và canh chỉnh nó, chứ không phải như các bạn nghĩ là em thấy rất là nhiều bình luận ghi là à chỉ là thay đồ mới thì biểu sao nó không ngon. Không có đâu các bạn, thay đồ mới nó giật bình thường nha. Các bạn, ở đây là em đã hoàn thiện xong 100% cho xe SH Việt Nam 150, bảo dưỡng lại phần máy. Thì Sài Gòn mùa mưa mà các bạn, cho nên các bạn thông cảm ha. Trước khi bảo dưỡng là em rửa sơ một lần, sau khi mà bảo dưỡng xong em rửa lại một lần nữa cho ảnh. Đó, đang mưa xối xả. Thì bây giờ là cái động cơ nè, nó êm ái trở lại và nó không có còn tiếng rột rột đó nữa. Thì thật sự tiếng rột rột ở đây á, tổng ở trên xe này nó quá nhiều cái vấn đề để mà phán đoán bệnh đó. Đầu tiên là bạc đạn láp hư là do vô nước nè. Thứ hai nữa là nguyên một cái xe, chủ xe lại không báo tình trạng xe. Thì cũng may ở đây là chủ xe là một người quyết định là nhanh gọn lẹ. Giống như là nhiều anh em thì sẽ đắn đo về số tiền khi mà làm máy một chiếc xe. Giống như là có nhiều người ta nói à bây giờ tôi đang đi cái xe này đi là 3 triệu, bây giờ sửa chữa lại thì bây giờ 5-6 triệu là hơn cái xe rồi, đúng không? Còn đây thì chủ xe cũng vậy, chủ xe cũng đâu có đó các bạn. Nhưng mà cái xe SH á thì dĩ nhiên nó phải giá trị hơn một cái xe Cirrus rồi, xe Jupiter. Em nói anh mà bán cái xe anh 15 triệu là em mua luôn á. Còn này em làm rẻ hơn mà, rẻ hơn nhiều. Thì anh mới nói vậy là làm luôn. Và anh không có nói là tình trạng xe anh là có rớt rồi, có làm rồi đó. Thì thông điệp muốn gửi ở đây tới khách hàng là sao có nhiều anh thì hỏi là xe em bị cái này, xe em bị kia, anh làm lại cho em bao nhiêu. Mà mấy anh đó không nói đang chạy xe gì hết các bạn. 10 người hỏi là hết 8 người là nói giờ xe em kêu này kêu kia nè, không nói xe hết, sao mà biết. Rồi khi mà ví dụ như là anh trai này anh chạy tới tiệm em luôn rồi nè, mình phải thực hiện cái thao tác là gỡ ra kiểm tra và báo giá thì mới biết chính xác được. Chứ còn mà thật sự mà kêu mà không làm, không có tháo ra kiểm tra á, mà kêu mà báo giá chính xác cũng khó lắm. Và các bạn phải đồng ý với cái giá thành mà em đưa ra là à, nếu bảo dưỡng lại zin bao nhiêu thì bắt đầu em mới tiến hành em tháo. Chứ nhiều khi tháo ra xong các bạn nói thôi giờ không đủ tiền kêu ráp lại là khu, không có ráp lại được. Đó, như xe này gãy rồi xe đầu rồi các bạn kêu em ráp lại làm sao, đúng không? Xe gãy là sao đầu nặng luôn em trai, gãy ra 4-5 mảnh luôn em trai. Đó, nó là vậy. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.